Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tổng kho gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh Bùi Minh. Thưa các bạn, trong video ngày hôm nay thì chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn một cái dòng gạch ốp lát mang thương hiệu của Vigracera, và đây là một dòng gạch mới ra trên thị trường hiện nay nên là sẽ rất là khó để các bạn có thể tìm được cái mã này ở trên Google hay là các cái kênh online khác tại thời điểm bây giờ. Và thưa các bạn thì xin mời các bạn cùng khám phá ngay dòng gạch của ngày hôm nay. Thưa các bạn, đây chính là dòng gạch của ngày hôm nay mà tay tôi đang chỉ. Và dòng gạch này có mã là NID6601. NID6601. Đây là một dòng gạch mới ra của Vigracera. Ok. Thưa các bạn, chúng ta có thể nhìn về hình thức bên gạch thì chúng ta thấy cái lớp bề mặt nó rất là mịn màng, rất là sáng bóng, đúng không ạ? Nhưng cái lớp bề mặt của gạch này không phải là gạch men. Đây không phải là gạch men, cho nên nó không phải là men bóng, cũng không phải là men nhám, mà đây là dòng gạch hai da với phần xương thường là granite và lớp bề mặt là cốt liệu trộn với tinh bầu, sau đó được mài qua rất cái nhiều các cái lần mài và những cái lớp dầu trên bề mặt để tạo ra được cái lớp bề mặt sáng bóng như thế này. Thưa các bạn, rất là mịn màng và sáng bóng. Thế thì đặc trưng của cái dòng gạch hai da này cũng như mẫu gạch cụ thể này, đó là cái lớp bề mặt thứ nhất là nó đảm bảo được cái độ sáng bóng và đẹp, mịn màng. Thứ hai nữa là do cái cốt liệu và tinh màu ấy nó được trộn với nhau nên nó liên kết rất là chặt chẽ với cả cốt liệu và màu với cả xương bên dưới, cho nên là cái độ bền màu này, độ chống xước hỏng cực kỳ cao. Đây là một dòng gạch có độ bền rất cao thưa các bạn, cả về bề mặt lẫn phần xương. Đấy là những cái đặc điểm thứ nhất. Thứ hai nữa là cái chúng ta nhìn thấy rằng là cái họa tiết của dạng bề mặt này ấy, thì nó cũng là một dạng hoa văn đẹp, màu sắc đơn giản, bóng bẩy. Thì đây cũng là một cái dạng hoa văn rất là đẹp, theo cá nhân tôi thấy rất là đẹp và được sử dụng cho công trình thì nó rất là sang trọng. Đến cái phần thứ hai là cái phần xương, thì chúng ta biết lớp bề mặt đã tốt rồi, thì cái lớp xương của dòng gạch này thông thường đối với dòng gạch thay da thì cũng là xương là granite. Mà chúng ta biết granite ý, thì cái đặc điểm của granite do cái tỷ lệ của đá nó rất là cao, cho nên là nó có độ bền tốt, khả năng chịu lực cao, khả năng chống vỡ hỏng rất là tốt, khả năng chống hút ẩm tốt. Cho nên cái phần xương của dòng gạch này cũng phải nói rằng được gọi là rất là tốt nữa. Nên về một cách tổng quan chúng ta đánh giá đây là một dòng gạch có chất lượng tốt và thông thường thì giá bán sẽ khá là cao, các bạn lưu ý. Và thưa các bạn, chúng ta cũng có thể nhìn đến mặt sau, đây là cái mũi tên để chúng ta khi thi công các cái loạt gạch này chúng ta đặt nó đúng hướng để nó đảm bảo kỹ thuật. Và đây là cái phần in cái thương hiệu Made in Việt Nam, là sản xuất tại Việt Nam. Đó. Chúng ta sẽ xem lại một lần nữa cái, sau khi xem cái phần mặt sau là xương gạch thì chúng ta xem lại một lần nữa phần mặt trước của gạch. Chúng ta cùng nhìn lại một lần nữa phần mặt trước của gạch. Thì các bạn, thưa các bạn, là các bạn có cảm nhận và đánh giá như thế nào về dòng gạch này thông qua những thông tin và những gì mà các bạn đã được thấy? Thì xin mời các bạn để lại những câu hỏi, những bình luận của mình ở ngay bên dưới video này. Và các bạn có thể liên hệ với Bùi Minh theo số hotline ở bên trên màn hình để có thể cập nhật những thông tin mới nhất cũng như là giá ưu đãi của sản phẩm này. Bởi hiện nay thì tại thời điểm hiện tại này thì dòng sản phẩm này mới ra và chúng tôi cũng chưa có tìm thấy được cái giá niêm yết của dòng sản phẩm này ngay kể cả trên trang chính chủ Vigracera. Thì xin mời các bạn có gì thì hãy liên hệ với Bùi Minh theo số hotline ở bên dưới để có thể nhận được thông tin cũng như là báo giá tốt nhất từ của sản phẩm này. Và rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi đến tận bây giờ. Nếu các bạn có nhu cầu muốn mua sản phẩm, xem trực tiếp và chọn mua thì các bạn có thể đến tại các địa chỉ của Bùi Minh là BT3 Lô 8, khu đô thị Vinaconex 3, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, hoặc địa chỉ số 2 là 285 Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội. Địa chỉ số 3 là số 2 phố số Hà Đông, Hà Nội để xem trực tiếp và chọn mua sản phẩm. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào. Đến với công ty Bùi Minh, chúng tôi cam kết sản phẩm chính hãng, bảo hành chính hãng, hoàn tiền 500% khi phát hiện hàng giả, hàng nhái, giao hàng toàn quốc,
cam kết giá luôn luôn tốt nhất trên thị trường, dịch vụ trước và sau bán hàng chuyên nghiệp, chu đáo, nhiệt tình, sản phẩm được giao hàng miễn phí đến chân công trình tại Hà Nội, luôn có chế độ hậu mãi, khuyến mãi cho mọi đối tượng khách hàng. Liên hệ ngay hotline 0968 458 885 để nhận được báo giá tốt nhất.